Chào mừng anh nhé. Thì trước lần trước thì mình đã làm một video về Granny 2 nhưng không sử dụng súng rồi. Thì ở video thì không có lý gì ta lại không làm về Granny 3 mà không xài súng nhỉ? Bắt đầu thôi nhỉ. Thì ở Granny 3 thì nếu như mà ta không hạ gục hai ông ngoại thì nhất là ông ngoại. Nếu như mà ta không hạ gục ông ngoại thì ông ta sẽ vẫn cầm cây súng và ông ta sẽ có thể tung hoành bắn cho ta vỡ mồm bất cứ lúc nào, giống như kiểu việc mà trong Liên Quân vậy đấy. Thằng rừng không ganh AD team địch thì con AD team địch nó sẽ rất là xanh và nó có thể bắn cho bạn vỡ mồm bất cứ lúc nào, các bạn có hiểu không ạ? Đó, thế là ông ngoại cũng vậy đó. Ông ngoại, nếu như mà ta không hầu ông ngoại thì ông ngoại sẽ rất là xanh và ông ngoại có thể tung hoành bắn cho ta vỡ mồm mọi lúc mọi nơi đó, nên là rất khó ở điểm đấy. Và việc không hạ gục hai ông bà thì nó việc thì ta phải phụ thuộc vào chiến thuật 100%, là nghĩa là dựa vào độ may mắn hơi nhiều đó. Thì sau bao nhiêu lần chơi thì mình đã lập ra được một kế hoạch cho mình rồi. Để nói rõ hơn kế hoạch của mình, một lần nữa chúng ta lại nhờ chị Google nào. Hello các em nha, chào mừng các em đến với khóa học của Tú Gaming. Hôm nay chị lại tiếp tục là người dẫn chương trình cho khóa học này. Đây là bảng kế hoạch Tú đã đưa cho chị. Giờ ta cùng nói vắn tắt lại nhé. Trong game có một thứ dễ dàng dụ được hai ông bà, đó là máy báo động ở chỗ tàu hỏa. Và ta biết được, khi dụ ông ngoại xuống chỗ tàu hỏa, ông ta sẽ lập tức lên tầng 3 để xem camera. Nhờ đó, ta sẽ có hai nơi chính để dụ cả hai ông bà lên cùng nhau, đó là phòng camera và chỗ tàu hỏa. Đầu tiên Tú sẽ dụ hai ông bà xuống hầm, sau đó tranh thủ lấy hai món đồ quan trọng rồi lên tầng 3. Sau khi đã xử lý xong hai món đồ kia và cũng đã dụ bà Granny lên tầng 3, Tú sẽ lập tức xuống phòng bếp để lấy cho mình chìa khóa vũ khí và rồi nhanh chóng xuống hầm để dụ hai ông bà lần nữa. Khi hai ông bà đã xuống hầm, Tú sẽ lập tức lên để lấy cho mình cây ná. Đồng thời dụ mụ Granny lên rồi lẻn xuống tầng hầm. Nhờ có ná, Tú đã lấy được xà beng, từ đó có được hai món nữa là tay quay và chìa khóa nhà kho. Và Tú chỉ việc dụ hai ông bà xuống hầm và mang từng món đồ đi xử lý chúng là được. Kế hoạch là vậy, thực hành thì nó lạ lắm, để xem Tú có gặp khó khăn gì trong quá trình chơi không nhé. Bây giờ thì chị đi đây, chúc các em xem video vui vẻ nhé. Thì mình sẽ chọn kiểu xếp đồ thứ ba. Đây có thể là xếp đồ thuận lợi nhất. Ông ngoại này. Thì nếu như bạn nào không biết thì khi mà mình dụ ông xuống tàu hỏa ấy, thì ông sẽ có xu hướng ông ấy sẽ lập tức lên chỗ, ông người ta sẽ lập tức lên chỗ này để xem camera, nên là mọi người phải cẩn thận nhé. Đây cũng là một cái tip để chúng ta tập, để chúng ta lên kế hoạch. Xe mượn niên riết rồi bật rồi rồi quý rồi. Ma giật cờ mình, sao tự nhiên bà này lên đấy? Mày không thoát được đâu con trai. Bà ra đi rồi. Ôi sao mấy lần trước mình chơi bà này đập, bà đâu có lên đâu nhỉ? Trời ơi, nay giở trứng hả má? Làm gì, định giết tôi hả? Nhìn rất tiếc. Tôi phản xạ nhanh lắm. Chờ tao đi đá chứ, tí tao quay lại. Cười gì hả cười? Cười gì má? Trời, má còn đi vào đường, má còn đi vào phòng kia nhé. Biến đi dùng tôi. A few minutes later. Ôi, thôi chết tôi rồi, sao lại đặt bắt đây đây? Oh hell no. Cái gì vậy? Sao ván này lỗi vậy? Ủa mấy lần trước mình chơi mượt lắm chứ thế. Trời ơi, sao mụ này điếm vậy? Trời, mụ già hôm nay điếm vậy. Hôm nay là ngày gì của bà mà điếm vậy hả bà? Bà Granny. Sao bà có thể điếm chó mất vậy? Ui. Ui. Ui, từng bà xuống nào rồi? Rồi, nào. Rồi, quay xong rồi đâu. Điếm vậy. Ôi, lỗi quá.
Trời ơi, hình như mụ gái Ni hôm nay không cho mình thể hiện trình độ rồi. Ngay chết rồi. Sao mụ già hôm nay điếm vậy? Ôi, chết tiệt. Còn chưa kịp làm gì luôn mà mới nhét được cái cục ắc quy vào trong cái kia. Trời đất ơi, ông già kia xuống nhanh lên. Điếm mụ Granny kia nhớ mặt tôi đấy, tôi sẽ trả thù sau. Dù hai ông bà lên đây, có biết ông có lên không? Ông già là nhiều lúc mà không lên đâu, nhiều khi lỗi. Không có ông rồi, ông không lên rồi. Trời đất ơi, gì kỳ vậy? Nên không sao, không lên cũng không sao, tôi biết cách đối phó. Từ mình sẽ phải xuống đi. Nó xuống lấy chìa khóa, chìa khóa vũ khí. À, tôi không ở đây. Ui, còn phải phá khóa nữa. Có viên đá nào không ta? À đi thôi, ngon. Đó, rồi bà gái đi đây. Đừng nói ông già dưới đây nhá. Không đùa đâu. Chúng ta phải chơi sạch, không nên gài bẫy nhau vậy. Rồi ngon rồi. Ông già không vào đây. Bình thường nếu như làm nhanh thì sẽ lên tầng 2 để lấy cái nó ná luôn, nhưng mà mình thấy làm kiểu đấy dễ chết lắm. Mình tốt nhất cứ an toàn thôi. Hãy chơi an toàn. À đúng rồi, mình nói luôn là mình không sử dụng súng, nhưng mà mình nghĩ là chỉ đối với shotgun thôi. Còn việc mà không sử dụng ná là không thể, bởi vì trong game của Rani 3 ấy thì bắt buộc mình phải sử dụng súng thì mới có thể giải đấu được nha các bạn. Nên là việc này mình không thể là không sử dụng được. À, nên là mấy bạn không thể bắt mình không thể là sử dụng ná được. Chỉ có thể là không bắn thôi. Nhưng không sao, hôm nay mình sẽ ăn chay đạo Phật, không sát sinh. Đã được rồi, không lên nữa. Bà lên rồi nhưng mà ông lại không lên, gì kỳ vậy? Sao ông già kia điêm thúi vậy? Má. Ui. Ý giời, đừng quay lại nhé. Không đùa đâu. Chúng ta là người chơi sạch, chúng ta không nên chơi bẩn với nhau đâu. Rồi lên đi. Ha ha, tuyệt vời. Đúng như kế hoạch của mình. Chỉ sai lúc đầu thôi. Lúc sau là mượt lắm. À không, mình cứ vào đi. Ta sẽ vứt này đây. Đó, tạo tiếng động. Núp niên sợ mượt niên. Bây giờ mình sẽ dùng cái xà beng này cậy hai cái nắp kia,
nó sẽ ra cho mình cái partner, cái chìa khóa nhà kho và ra cái tay quay. Ơi ui giờ hai ông bà dắt tay nhau đồng đều quá ta. Anh cho đi đây. Được rồi, cái gì rồi, let's go. Trời đất mẹ ơi. Gì mày má, sao đặt bẫy thâm vậy? Má đặt bẫy thâm gì dài chó đấy. Ủa má bà Granny. Bà Granny nay thâm vãi nhìn. Bà hôm nay bà ăn gì vậy hả? Bà già này. Ủa, ông Linh luôn. Lắm chặt 20 ngàn. Ui chó gì vậy? Điếm chó vậy? Trời ơi bị bắn tui chi? Hả? Bà này điếm vậy? Oni-chan! Ui! Trời ơi lại còn xuất hiện con mụ này nữa. Má bây giờ mới chịu ló mặt à? Từ đây là không thấy luôn ấy. Bà mà không xuất hiện thì tôi không biết bà đâu. Trời đất mẹ ơi, bị úp sọt người ta hay chi? Đúng là trong cái gia đình này không đứa nào bình thường kẻ. Tất cả đều điếm chó hết. Mấy người là muốn mũi điếm. Tôi ghét mấy người. Rồi má. Game trận đấu này không. Cái trận này không biết bị làm sao ấy. Không bình thường chút nào. Ui trời má, con điên. Mày này con đí. Suốt ngày định đâm đít tao. Cứ sơ hở cái là đâm đít. Má, mới hôm trước chơi cái mod Granny chết tiệt kia cay ơi là cay, giờ trận game này cũng điếm không khác gì cái mod đấy. Trời đất ơi. Không biết tôi làm gì sai với mấy người nữa. Rồi ta nằm nốt về, ta đã xong gần hết rồi đó. Lắp sửa đồ điện rồi thì nuôi ta sẽ có thể phục hồi lại dòng điện và chỉ việc bấm cái công tắc này thôi. Rồi đặt bẫy đi nữa má, thâm vậy. Ôi ôi đúng là mù Granny điếm chó. Làm cái gì cũng điếm hết tươn đấy, phần nào cũng điếm, phần ba này càng điếm hơn. Rồi bây giờ ta sẽ không có nên dụ không nhỉ, chắc không nên dụ đâu, bà ấy đang ở tầng 3 mà. Lên rồi, đây là lần dụ cuối cùng, tôi thắng chắc rồi mấy bà. Mấy ông bà ơi, tôi thắng chắc rồi, hai ông bà không thể nào cản bước tôi đâu. Tôi thắng chắc rồi. Hai ông bà quá non. Bye bye nha. Tôi đi đây. Ở nhà mạnh giỏi. Tôi không muốn ở trong cái ngôi nhà chết tiệt này nữa. Mấy người nằm lũ điếm. To đất mẹ ơi. Tạch. Yeah, thoát rồi. Về nhà thôi, về nhà ăn cơm thôi. Bố mẹ đang đợi. Về nhà thôi, bố mẹ đang đợi ăn cơm kìa. Về nhà thôi. Hey, tìm thấy ăn trộm cái ná của hai ông bà. Bye bye nha. Bà Nini cho hỏi thăm cái nhỉ. Bà Nini ơi. Granny ơi, của ông ngoại đi luôn này. Ông ngoại đón tiết nồng hậu dữ vậy. Trời ơi bà, trời. Trời ơi bà đón tiết nồng hậu dữ. Bye bye nhé.